Kính chào quý vị, rất vui khi được gặp lại quý vị và các bạn trên kênh Tin Mới, kênh cập nhật liên tục những tin tức chính trị xã hội trong nước và thế giới. Ngay sau đây mời quý vị hãy đến với những tin tức trong ngày mà biên tập viên của chúng tôi vừa tổng hợp. Thưa quý vị, Trung Quốc hôm qua cho biết nước này đã triển khai lực lượng tàu chiến bán đạn thật để xua đuổi một tàu chiến của Mỹ đi ngang qua các vùng biển tranh chấp ở ngoài Biển Đông. Bản tin của tờ báo nổi tiếng Trung Quốc có tên là China Morning Post dẫn lời một tư lệnh của chiến khu miền Nam Trung Quốc nói, tuần dương hạm dẫn đường USS của Mỹ đã tiến vào vùng Biển Đông, gần quần đảo Trường Sa hôm thứ Sáu mà không được phép của chính phủ Trung Quốc. Tuyên bố cho biết Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Nam của Bắc Kinh đã triển khai các lực lượng hải quân và không quân và bí mật theo dõi các tàu của Mỹ và ra cảnh báo yêu cầu tàu USS của Mỹ rời khỏi vùng biển đang tranh chấp của phía Trung Quốc. Bắc Kinh còn cho hay Bộ Tư lệnh Chiến khu miền Nam sẽ tiếp tục theo dõi tình hình trên không và trên biển để tránh xa những sự cố có thể đe dọa đến an ninh quốc phòng của Bắc Kinh. Thưa quý vị, trong một tuyên bố hôm ngày thứ Năm, Đô đốc Hạm đội Thái Bình Dương của Mỹ nói rằng các tàu chiến của Mỹ hoạt động gần quần đảo Trường Sa mà Trung Quốc gọi là Tây Sa để thách thức chủ quyền của Trung Quốc tại quần đảo này. Theo tờ báo nổi tiếng của Mỹ có tên là New York Times dẫn lời các quan chức của Hạm đội Thái Bình Dương xác nhận Hải quân của Hoa Kỳ đã điều một tuần dương hạm mang theo tên lửa dẫn đường đi ngang qua quần đảo Trường Sa trên Biển Đông. USS Nimitz đi ngang qua quần đảo Trường Sa sau khi cập cảng ở Hồng Kông với tàu sân bay Ronald Reagan và tàu USS Nimitz vào tuần trước. Thưa quý vị, ngay sau đó, một quan chức cấp cao của quân đội Trung Quốc đã thúc giục hải quân của nước này dùng vũ lực để ngăn chặn các hành động trên của Mỹ trên Biển Đông khi phát biểu tại một hội nghị quân sự cuối tuần qua ở Bắc Kinh. Theo hãng Reuters cho biết, Đại tá Trung Quốc Đới Húc, Chủ tịch Viện An toàn và Hợp tác Hàng hải nói tại hội nghị rằng, nếu như tàu chiến của Mỹ một lần nữa mà đi vào hải phận của Trung Quốc, thì tôi gợi ý rằng chúng ta nên cử hai tàu chiến, một để chặn chúng lại, còn một sẽ đâm vào chúng. Thưa quý vị, theo tờ báo China Morning Post của Trung Quốc trích lời ông Đới Húc nói rằng, trong lãnh hải của chúng ta không cho phép bất cứ một tàu nước nào, đặc biệt là tàu của Mỹ gây xáo trộn và mất an ninh quốc gia. Bình luận của đại tá Trung Quốc đưa ra sau khi tàu chiến của Trung Quốc và tàu USS của Mỹ đã có những va chạm trên quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam ở Biển Đông. Một tàu của Trung Quốc lúc đó đã tăng tốc lao lên phía trước. Tàu còn lại đã đâm và bắn đạn thật vào tàu USS của Mỹ, nhưng Hải quân của Hoa Kỳ đã nhanh chóng cho tăng tốc và đâm húc vào một tàu chiến của Trung Quốc. Ngay sau đó, một số tàu hải cảnh của phía Trung Quốc đã bám ngay phía sau và tăng tốc lao lên uy hiếp tàu USS của Mỹ, buộc Hải quân của Mỹ phải cho phóng hỏa thiêu trụi một tàu chiến của Bắc Kinh. Ngay sau đó, phía Trung Quốc đã cho rút quân và cho rút toàn bộ tàu thuyền ra khỏi vùng đang có xung đột và trở về đảo Hải Nam của phía Trung Quốc. Còn tàu USS của Mỹ đã đi vào vùng Biển Đông một cách an toàn. Theo tiết lộ của một chỉ huy hải quân của Mỹ cho biết, tàu USS của Mỹ đã bị các tàu chiến của Trung Quốc bổ vây và gây sức ép. Tôi thấy các tàu chiến của Trung Quốc rất hung dữ và chúng đã chặn cũng như định đâm vào sườn của tàu chúng tôi. Việc chúng tôi xuất hiện ở Biển Đông là hết sức bình thường bởi vì chúng tôi có một sứ mệnh cao cả, đó là tuần tra theo định kỳ ở Biển Đông. Nhưng phía Trung Quốc coi hành động đó là đang gây hấn, buộc chúng tôi phải phóng hỏa để bảo vệ. Tôi nhấn mạnh rằng hải quân của Trung Quốc không nên đụng độ và gây căng thẳng với hải quân của chúng tôi vì các bạn biết đấy, chúng tôi có thể phá hủy 10 con tàu chiến của Trung Quốc chỉ trong một thời gian rất ngắn. Thưa quý vị, trong thời gian vừa qua, tình hình Biển Đông hết sức căng thẳng khi phía Trung Quốc liên tục cho các tàu chiến quấy nhiễu và quấy phá khu vực Biển Đông nhằm thị uy sức mạnh cũng như bắt nạt các nước trong khu vực Đông Nam Á. Hải quân của Mỹ ngay lập tức đã có mặt dày đặc trên Biển Đông để răn đe phía Trung Quốc và ngăn chặn sự bành trướng hung hăng của phía Trung Quốc ở ngoài Biển Đông. Có rất nhiều câu hỏi đặt ra rằng sức mạnh hải quân của Mỹ với Trung Quốc ai xứng đáng để trở thành người bá chủ ở Thái Bình Dương. Thì xin thưa với quý vị rằng, dù sở hữu số lượng tàu chiến lớn hơn, hải quân của Trung Quốc vẫn thua kém rất xa hải quân của Mỹ trong lĩnh vực, công nghệ và năng lực tác chiến. Vì thế, nếu xảy ra xung đột và chiến tranh ở Biển Đông, thì hải quân của Mỹ sẽ đánh bại hải quân của Trung Quốc và sẽ khiến cho Trung Quốc thất bại thảm hại trên Biển Đông. Cho tới nay, hải quân của Mỹ vẫn luôn đứng đầu thế giới về sức mạnh và năng lực khi sở hữu số lượng tàu sân bay và tàu tuần dương, tàu khu trục, tàu hộ vệ, tàu ngầm và nhiều loại tàu chiến khác cùng các đơn vị đặc nhiệm.
Có thể nói Hải quân của Mỹ là lực lượng tinh nhuệ nhất trong quân đội của Mỹ cũng như hải quân trên toàn thế giới. Theo thông tin chính thức trên trang web của Hải quân của Mỹ, tính tới tháng 3 năm 2019, Hải quân của Mỹ đã có gần 430.000 quân nhân, với 322.000 người trong biên chế và 108.000 người sẵn sàng nhập ngũ. Sức mạnh lớn nhất của Hải quân Mỹ phải kể tới các tàu sân bay hiện đại. Hiện Mỹ đang có 10 tàu sân bay cỡ lớn hoạt động ở ngoài Biển Đông. Vì thế, khi xảy ra xung đột trên Biển Đông, Hải quân của Mỹ sẽ báo động và ngay lập tức các tàu chiến, tàu sân bay, máy bay chiến đấu sẽ tập kết và quy tụ tại một chỗ để đánh tan quân thù. Hải quân của Trung Quốc sẽ rất dè chừng Hải quân của Mỹ ở ngoài Biển Đông. Hiện Hải quân của Mỹ đang được triển khai hoạt động trên khắp thế giới với khả năng phản ứng cực nhanh trước các cuộc khủng hoảng với quy mô toàn cầu, cũng như tham gia các cuộc tập trung với các nước đồng minh, trong đó có khối ASEAN. Mới đây nhất, Hải quân của Mỹ đã có cuộc tập trận chung với cả Hải quân các nước ASEAN. Cuộc tập trận đó là lời răn đe cũng như là lời nhắn nhủ gửi tới cho Trung Quốc một thông điệp rằng Trung Quốc nên ngừng ngay những hành động ngang ngược, bành trướng và vô lý trên Biển Đông, nếu không hải quân của Trung Quốc sẽ bị đánh sập. Ngoài lực lượng tàu sân bay nổi tiếng của Mỹ, biểu tượng đặc trưng của Hải quân Hoa Kỳ, Mỹ hiện đang biên chế 22 tàu tuần dương, 62 tàu khu trục, 30 tàu đổ bộ và 18 tàu chiến tấn công ven biển. Bên cạnh đó, tất cả các tàu ngầm của Mỹ đều sử dụng năng lượng hạt nhân, bao gồm gần 100 tàu ngầm mang tên lửa đạn đạo. Nói cách khác, Hải quân của Mỹ đang nắm trong tay hơn một nửa tàu chiến cỡ lớn nhất trên thế giới. Tính tổng thể, Hải quân của Mỹ đang có 275 tàu chiến trong biên chế và hơn 3.700 chiếc máy bay chiến đấu. Quy mô hạm đội tàu chiến của Mỹ còn lớn hơn cả 13 hạm đội hùng mạnh nhất trên thế giới cộng lại. Trong khi đó, Hải quân của Trung Quốc chỉ giới hạn trong vài chục chiếc tàu, trong đó bao gồm tàu hải cảnh, tàu dân binh, tàu dân phòng, tàu cảnh sát biển và tàu đánh cá ngụy trang. Thế nhưng mỗi khi tàu chiến của Mỹ đi vào Biển Đông, các tàu của Trung Quốc rất hung hăng và ngỗ ngược khi lao tới các tàu chiến của Mỹ nhằm xua đuổi cũng như không cho tàu của Mỹ đi vào vùng Biển Đông. Mà phía Trung Quốc cho rằng đó chính là lãnh hải của phía Trung Quốc. Vì thế, hải quân của Mỹ và hải quân của Trung Quốc liên tục có những xung đột và đụng độ ở ngoài Biển Đông. Gần đây nhất, con tàu chiến của Mỹ đã phải phóng ngư lôi bắn chìm tàu hải cảnh của phía Trung Quốc để cảnh cáo. Thưa quý vị, theo các nhà quan sát cho biết, Hải quân Mỹ và năng lực Hải quân của Hoa Kỳ sẽ vẫn vượt trội so với cả Hải quân của Trung Quốc trong vòng 10 năm tới. Không chỉ lớn hơn về số lượng cũng như về chất lượng, hàng không mẫu hạm của Mỹ còn được trang bị lò phản ứng hạt nhân và lượng lớn chiến đấu cơ hiện đại, bao gồm cả một số tiêm kích tàng hình F-35 đang thử nghiệm. Trong khi đó, tàu sân bay của Trung Quốc chỉ mang được số lượng nhỏ tiêm kích J-15. Việc không được lắp lò phản ứng hạt nhân khiến tầm hoạt động của tàu Trung Quốc bị hạn chế đáng kể và trên thực tế cho thấy hải quân của Mỹ lớn mạnh hơn gấp bội hải quân của Trung Quốc. Và theo các chuyên gia nhận định, nếu xảy ra xung đột và xảy ra chiến tranh ở Biển Đông giữa hải quân của Mỹ và hải quân của Trung Quốc, thì phía Trung Quốc sẽ chịu tổn thất nặng nề về quân sự cũng như về kinh tế và để lại hậu quả thảm khốc. Vì theo các chuyên gia cho rằng, hải quân của Mỹ sẽ nhấn chìm hải quân của Trung Quốc trong một thời gian ngắn nếu xảy ra chiến tranh. Thưa quý vị, chắc chắn trong thời gian tới, Biển Đông sẽ còn rất dậy sóng. Gần đây nhất, phía Trung Quốc đã cho toàn bộ con tàu khảo sát Hải Dương 10 cùng các tàu hộ tống ra khỏi vùng biển bãi Tư Chính. Nhưng ngày hôm qua, hôm kia đấy thôi, Trung Quốc lại cho tàu Hải Dương Thạch Du 920 tiến sát vào vùng biển. Nó gây ra một sự căng thẳng mới trên Biển Đông. Thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin ngày hôm nay của chúng tôi. Các bạn đừng quên bấm vào nút đăng ký kênh và nút chuông báo để theo dõi những tin tức mới nhất được chúng tôi cập nhật hàng ngày. Chúc các bạn một ngày vui vẻ. Xin kính chào và hẹn gặp lại ở những bản tin tiếp theo. Vừa rồi là những nội dung chính của bản tin mới nhất từ kênh Tin Mới mà các biên tập viên của chúng tôi đã tổng hợp. Cảm ơn quý vị đã dành thời gian quan tâm và đón xem. Xin kính chào và hẹn gặp lại!